Chào bạn. Chị ăn cơm chưa? Mình ăn cơm rồi. Vâng. Chị cho em hỏi một chút là chị tham gia cái khóa tự học ở bên em ấy thì chị đã học được nhiều chưa? Chị làm hết chưa? Mình cũng vào hết rồi. Chị làm hết giáo trình luôn rồi hả? Ừ. Thì chị thấy cái giáo trình ở bên em nó có dễ hiểu không? Mình thì mình thấy dễ hiểu. Nhưng mà kiểu như là do cái lỗ hổng kiến thức của mình nhiều rồi. Cho nên là mình cũng phải học thêm nữa. Vâng. Thế trước đây chị đã đi làm về công ty may chưa? Chưa, mình chưa đi làm. Chị chưa đi làm tí nào luôn à? Ừ. Thế là bây giờ chị mới học ở giáo trình bên em là đầu tiên đấy. Nhưng mà chị em tưởng là chị đi làm kế toán công ty nào rồi chứ? Chị làm chưa... người mới hoàn toàn luôn hả? Mới hoàn toàn luôn. Trước đấy mình chỉ học thôi, nhưng mà kiểu như là học qua trường lớp thì thường nó không đi vào học thực tế. Qua trường lớp nó mông lung lắm, nó không sát với thực tế đâu. Thế thì mình mới bảo là mới học mà. Vâng, thế là chị là mới học hoàn toàn luôn. Sau khi tham gia khóa bên em ấy, chị thấy đã tự tin hơn để đi xin việc chưa? Mình thì mình thấy cơ bản thì ổn ổn, nhưng mà bởi vì ngoài nhà cái môi trường làm việc thì có thể là mỗi công ty nó một khác, cho nên là đúng rồi. Chị cứ học đi xong rồi là chị đi ra chị đi làm ấy. Nếu mà chị xin vào cái công ty nào mà nó có chỗ nào cần vướng mắc mà chị cần hỗ trợ ấy thì là chị liên hệ với trung tâm để bên em hỗ trợ chị nhé. Ok, cảm ơn bạn nhé. Cơ bản là chị học theo giáo trình mà chị đã hiểu rồi ấy. Ví dụ mà nó có điều chỉnh một số vấn đề gì ấy mà chị chưa hiểu thì chị liên hệ với bên em để giáo viên bên em hỗ trợ chị thêm. Ok. Vâng. Thế trước đây chị biết qua Kế Toán Việt Hưng qua kênh nào? Mình chỉ sơ sơ mình thấy, tức là mình một là mình nhìn thấy trên Facebook ấy, hai nữa là mình tìm hiểu một số cái thì tự dưng là một số vấn đề về kế toán ấy thì tự dưng là nó hiện lên là Kế Toán Việt Hưng ở trên Google thôi, mình search trên Google thôi. Dạ vâng. Thế là chị là tự tìm hiểu chứ không phải là có ai giới thiệu đúng không? Không. Vâng. Thế là chị học như vậy là được rồi. Và chị xem chị học ở cái giáo trình ở bên em ấy thì chị có góp ý thêm về cái giáo trình bên em những cái ý gì không? Ví dụ chị thấy chỗ nào nó chưa được ấy, hoặc là thiếu sót ở chỗ nào ấy, chị có cần góp ý với trung tâm thêm về cái vấn đề gì không chị? Thực ra thì để mà nói là góp ý thì cũng không đến mức đấy, bởi vì mình kinh nghiệm chưa có, cho nên là nhiều khi mình cũng không thể, có những cái mình không thể phát hiện được, vâng, có những cái mình cũng không thể biết được, nên nói thẳng là như thế. Chị đã lên được báo cáo tài chính và đối chiếu báo cáo tài chính của chị làm đã giống với giáo trình rồi đúng không? Thực ra thì nói là giống thì cũng không hẳn là giống lắm, nhưng mà cái con số nó không lệch nhiều. Đúng rồi. Bởi vì nói thật là trên thực tế, đúng không? Trên thực tế nó cũng vậy. Dạ đúng rồi. Nó cũng không thể 100% được. Đúng rồi. Nó không thể 100% được, nhưng mà mình làm nó xem nó lệch nhau một chút là được chị ạ. Không sao đâu. Ừ. Vâng. Thì chị cứ học đi, xong rồi sau này mà chị đi làm ấy, gì mà hỗ trợ thì chị cứ liên hệ với trung tâm nhá. Cái bản quyền hôm nay em gửi chị đã ăn chưa? Đấy, mình đang định hỏi bạn cái vấn đề đấy đấy. Vâng. Mình vào. Đợt vừa rồi là mình không vào, nhưng mà bây giờ tự dưng mình vào mình thấy nó ghi là đã hết hạn cái gì thì làm lại như thế nào? Hôm nay em có gửi cho chị một cái video ấy với cái tên đăng nhập mà để đăng nhập vào bản quyền ấy của Kế Toán Việt Hưng ấy. Thì chị nghe video xong sử dụng cái tài khoản đấy, chị thực hành trên Misa là chị áp được bản quyền thôi. Nhưng mà đấy là mình tưởng là vào ấy được, hay là của mình hết hạn là mình lại phải tạo dữ liệu kế toán mới xong. Không phải tạo dữ liệu mới, mà có nghĩa là chị tiếp tục dùng thử cái dữ liệu mà hôm trước chị làm nhá. Xong sau đó là chị mở được cái Misa ra thì chị sẽ áp được bản quyền thôi, không phải làm lại đâu. Nhưng mà mình mở lên thì nó lại hiện lên là hết hạn. Misa trước em cài cho chị ấy là Misa 22 đúng không? Hay là Misa 21 nhỉ? 22. 22 à? Thế thì để em xem lại cho nhá. Chị gửi Ucha qua Zalo để em xem lại cho. Ok. Dạ vâng, em chào chị nhá.